phép thứ nhất dương mưu âm mưu mưu kế trí lược mỗi cái đều có hình dạng của nó hoặc vuông hoặc tròn hoặc âm hoặc dương mưu kế có âm mưu và dương mưu trong bất kỳ tình huống nào ta đều không được coi thường đối phương bởi vì sự việc có những việc giả dối mà đối phương cố ý tạo ra tình báo cũng có tình báo giả cho nên thánh nhân phải làm cho đối phương không thể dò biết thực hư như nhà buôn phải giấu kín như không có chuyện gì âm mưu ở đây không phải là thứ thủ đoạn của bọn tiểu nhân mà là âm mưu của thánh nhân mưu việc ở âm mà thành sự ở chương mục đích là làm cho dân giàu nước mạnh cho nên quỷ cốc tử lại nói thánh nhân mưu ở âm nên gọi là thần thành ở chương nên gọi là minh chủ sự thành tức là tích đức vậy